Dân Nhân Gian 19 thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng ngày 10 tháng 4 năm 2024. Hiện tại Ngọc Khánh đang có mặt trên con đường đi vào núi Đại An, thì Duyên Khánh, thành phố Nha Trang. Thì tại đây thì đang diễn ra cái lễ hội Em Chúa mọi người. Ngày hôm qua là khai mạc rồi. Thì hôm nay Bảo Khánh đang trên đường tới núi Đại An để mà quay một vài ảnh cập nhật cái lễ hội Em Chúa cho mọi người xem. Chỉ còn vài trăm mét nữa là tới lễ hội Em Chúa nha mọi người. Cái khúc đường này thì Bảo Khánh thấy hai bên đường đều treo dày đặc cờ luôn. Nãy phía ngoài kia thì cờ treo ít hơn trong này. Đó, mọi người thấy cái khúc này tại vì gần tối lễ hội Em Chúa là người ta treo cờ dày đặc. Như mỗi năm thì người dân trong tỉnh như ngoài tỉnh tới đây là để dự lễ hội Em Chúa. Phía bên đường bên tay phải này người ta bán những hàng quán để mà phục vụ khách thập phương mọi người. Cà phê dạy khác ăn uống để mà phục vụ ngày đêm cho những cái đoàn hành hương, cho những cái người dân họ tới đây mà giữ hội Em Chúa. Đường xe hiện tại Bảo Khánh đang có mặt tại núi Đại An, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, thành phố Nha Trang. Hôm nay là ngày thứ hai diễn ra lễ hội Em Chúa. Đây là cái quang cảnh xung quanh núi Đại An, nơi có lễ hội Em Chúa này diễn ra. Bảo Khánh thấy rất đông người dân họ tới đây họ để mà tham dự cái lễ hội thánh mẫu năm nào hàng năm cứ diễn ra vào 3 ngày từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 3 tháng 3 âm lịch. Đây là phía trước cái con đường nãy Bảo Khánh đi ngang qua nè. Người dân buôn bán hàng quán rất là nhiều. Và hiện tại Bảo Khánh đang thấy rất nhiều người dân đang tiến vào lễ hội Em Chúa năm 2024 để mà hành hương, để mà dâng lễ cúng mẹ. Thì năm 2023 thì Bảo Khánh cũng đã có một cái video nói chi tiết về lễ hội Em Chúa nơi đây rồi. Nếu mà quý anh chị nào chưa xem thì có thể mà vào kênh của Dân Nha Trang 19 tìm lại mà xem. Thì quý vị nào xem video của Bảo Khánh thì xin hãy nhấn like video, và nếu mà quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào cái nút màu đen ở phía dưới video và nhấn vào cái chuông để mà nếu mà có thông báo thì nó sẽ hiện lên, quý vị sẽ xem những video mới. Đây là cái con đường mặt tăng cấp dẫn lên lễ hội Em Chúa. Thì Bảo Khánh đang đi này tới tầm 200m đổ lại là tới cái nơi có lễ hội Em Chúa đang diễn ra. Xung quanh này Bảo Khánh thấy có một rừng hoa giấy rất là đẹp. Bảo Khánh quay cho mọi người xem. Năm ngoái thì Bảo Khánh không có thấy những cái cây hoa giấy, nhưng mà năm nay thì Bảo Khánh thấy dạng như là một đồi luôn mọi người. Thấy hai màu, màu trắng và màu đỏ tím. Ô, và có màu vàng nữa mọi người. Có màu vàng nữa. Ồ, quá đẹp luôn. Có lẽ là cái khu di tích Em Chúa này người ta mới trồng những cái bông giấy năm nay mọi người. Rất là đẹp. Đó. Lễ hội Em Chúa và cái lễ hội Tháp Bà Thiên Bi Thiên Yên Na Thám Mẫu thì đều có những cái đoàn hành hương trong tỉnh và ngoài tỉnh đến tham dự. Hello, quá nóng luôn. Anh ơi quay em mấy mét, bây giờ đừng có mặc em đổ hết từ
nó không thấy xe bên máy này gốc xe không thấy. Ủa em bỏ đòn nào vậy em? Dạ đồ chú Ngẫu đến rồi anh ơi. Anh họ à. Anh năm nào cũng quay á, tấm bè mà Bonoga ở Nha Trang cũng quay đòn Ninh Hòa cái gì đòn Bửu Lâm gì đó. À Bửu Lâm Ngọc á. À năm nào nó quay. Ừ, bữa nay năm nay kết hai con Phượng công đẹp quá ha. Ờ đó bà con. Bây giờ cô. Đòn Ninh Hòa. Đòn Ninh Hòa phải không em? Đòn Ninh Hòa đúng không? Mình ở đòn Ninh Hòa phải không em? À, Ninh Diêm hả? À, đây là đòn mà Ninh Diêm tới góc mặt ở lễ hội Thiên Nga Thánh Mẫu ở năm 2024. Lịch sẽ Ninh Diêm mọi người. Bằng thầy thì trước xin thông báo tại đoàn mẫu tụ Ninh Lâm Gia Lai và đoàn Công Thích Nam Ranh, hai đoàn đã chuẩn bị xong chưa? Một lần nữa ban tổ chức xin thông báo cho hai đoàn mẫu tụ Ninh Lâm Gia Lai và đoàn Công Thích Nam Ranh, hai đoàn đã chuẩn bị xong chưa? Sẽ Ninh Diêm Ninh Hòa nha mọi người. Sẽ Ninh Diêm Ninh Hòa đó, tới đây để mà hành hương. Tôi lực lượng xin mời đoàn Trung Quốc mẫu Ninh Hòa di chuyển vào bên trong cánh đường để giao lưu cho mẫu với chuyển xuất phẩm tham quan để chuẩn bị. Đứng đây mà nhìn xuống phóng tầm mắt xuống kia là thấy có cái view đồng lúa ruộng nương rất là đẹp đó, mọi người thấy cái view rất là đẹp luôn. Bây giờ bà Khánh sẽ đi lên mọi người. Xem video bà Khánh xin hãy like video và nếu ai chưa đăng ký kênh thì nhấn vào cái nút đèn phía dưới video và nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo mỗi khi bạn ra video. Bây giờ cái lò anh chứa thì cũng đã né giống như cái lò tháp bà đi anh em bánh mẫu ở Bodega Nha Trang mọi người. Đây là nơi ăn ở ngủ nghỉ của những cái đoàn hành hương, những cái du khách đến tham gia hành hương tại lễ hội Thiên Nga Na tại núi Đen năm 2024. Đó cũng y chang như cái lễ hội Tháp Bà Ponoga ở Nha Trang. Thank you.
là khu vực phía bên tay phải của lầu A Chúa mọi người. Thôi nghỉ ngơi của những đoàn hành hương tới thăm điểm lầu A Chúa năm 2024. Lễ vật để con họ mang tới để mà dâng hương thánh mẫu. Bánh trái đủ thứ mọi người, bánh trái đủ thứ. Thank you.
Bác sĩ đang lại đây là đoàn mà bên kia cũng chia sẻ cho họ tham gia lễ hội đang cứu năm 2024 hiện tại đang ở chính quyền. Bây giờ như bác đã nói là I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.